Rồi hello, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em một em future LED của một anh khách mang qua shop mình làm nâng cấp bi cầu Lightning Red Magic 3.0. Đây là cái xe mà anh chủ xe vừa mới mang ra khỏi hãng luôn anh em. Đó. Và đèn zin của em nó thì quá tối luôn. Và thì bên mình làm vừa mới nâng cấp xong một quả Red Magic. Đây, trên tay mình đang cầm một cái quả Red Magic mẫu mới nè, 2022. Đó, kiểu dáng cực kỳ là sắc sảo, đẹp nha anh em, rất đẹp nha. Đó, và đặc biệt là cái thân đèn của nó, làm cái thân lốp của nó là làm bằng nhựa màu đỏ, cho nên nhìn cái bi nó rất là sang, rất là đẹp. Đó, đây là cái thông số của cái bi Red Magic 3.0. Cốt là 50W và pha là 60W, có trợ pha. Đó. Rồi, nó thuộc dòng bi chip LED là 6+1 nha anh em. Và bảo hành cho anh em là 12 tháng, nhiệt màu là 5500K. Đó, và điện áp hoạt động là 12V. Đây anh em nhìn cái bi rất là đẹp nha anh em. Đó, quá đẹp luôn. Lúp thì hơi ngã tím. Và cái thân lúp thì nó lại màu đỏ, rất là sang, nhìn đó. Và đây là cái quả mà sau khi mình hoàn thiện lên xe, anh em có thể thấy là nó và mình làm cho anh chủ xe một cái vòng 3D đó, tổ ong rất là đẹp nha anh em. Đó, và cái combo hoàn thiện này thì lên xe luôn cực kỳ đẹp, và bảo hành cho anh em là 1 năm. Về cái chức năng hoạt động thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em nhé. Chúng ta vẫn tăng chỉnh lên xuống bình thường. Về phần công tắc thì bên mình vẫn giữ cái tiêu chí đó là giữ zin và không khoét công tắc. Thì đối với những anh em nào mà yêu cầu mình khoét công tắc thì mình mới làm thôi, chứ thực ra là mình cũng không có muốn khoét công tắc, tại vì thứ nhất là nó không có zin, nó không có đẹp, và thứ hai nữa là nó mất cái zin của cái bờ đi. Thì bây giờ mình sử dụng vẫn là một công tắc duy nhất là một công tắc Maxinum SH này, nhưng mà công tắc này thì mình sử dụng cái mạch, và cái mạch này nó có thể là cho anh em bật tắt cái đèn này luôn. Ví dụ như bây giờ mình nhấn giữ 2 giây là nó sẽ sáng đèn này, ha, cốt này anh em này. Đó, nhấn giữ 2 giây là tắt đèn, nhấn giữ 2 giây là bật đèn, rất là đơn giản ha. Và Maxinum cũng là một nút nhấn thôi, chúng ta nhấn là Maxinum. Đó, và tất cả tích hợp trong này, và có báo pha đầy đủ mọi thứ, tất chức năng là như zin nha anh em. Là nhấn giữ 2 giây bắt xin, nhấn giữ 2 giây là bật đèn, nhấn giữ 2 giây là tắt đèn, và nhấn bắt xin cái nào thì được cái đó luôn. Đó, rất là dễ nha. Đó anh em thấy không ạ? Rồi, về combo này thì mình lên xe mình thấy rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn, rất là nhìn nó rất là căng, rất là sang. Đó. Lắp đặt như zin hoàn thiện trong vòng khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn nâng cấp bi LED cho chiếc full LED này thì anh em cứ ghé địa chỉ 123 đường Hoàng Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Và về cái combo test ánh sáng, về cái test ánh sáng của cái bi này thì mình sẽ để phần cuối video ha. Thì mình sẽ cho anh em xem về cái ánh sáng của em nó và ban đêm như thế nào. Tại vì hiện giờ thì mình vừa mới ráp xong bi này cho nên là ban ngày mình không thể test ánh sáng cho anh em được. Ok, hẹn anh em vào cuối video ha. Rồi, xin chào anh em. Anh em đang xem hình ảnh của cái ánh sáng mà của bi Red Magic mình vừa mới lắp trên chiếc Vespa. Đây, trời đang mưa nha anh em, trời đang mưa. Đó, anh em có thể quan sát là trời đang mưa luôn. Thì mình vẫn đội mưa để mình quay video cho anh em xem cái ánh sáng của em Red Magic. Ánh sáng rất là đều nha anh em, chân cắt ngang. Đó, đường cắt rất là rõ ràng luôn. Đây, mình sẽ có zoom lại cho anh em xem cái đường cắt của em nó nha. Từ từ em, xuống cố đi em. Đó, đường cắt rất là đẹp nha anh em. Rồi, pha lên em coi. Pha lên thì anh em quan sát ở giữa nó có một cái tim trợ pha đó, rất là sáng nha anh em. Cốt pha rất là rõ ràng, ok ha. Rồi, cốt đi em. Nhiệt màu 5500K thì nó cũng tương đối là bám đường đó anh em. Đó, anh em có thể quan sát là trời đang mưa, điện đường nè, đang màu vàng. Nhưng mà ánh sáng thì chúng ta vẫn thấy rõ. Đó, rất là rõ rệt luôn và sáng rất là rộng nha. Đó, đội mưa để có thể quay video cho anh em xem luôn. Rồi, bắt xin nhanh đi. Đó. Rất là tuyệt vời nha anh em.